quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chữ cái thì em ấy đã thuộc hết rồi cô bác, nhưng mà bây giờ để viết ra thì em ấy chưa có thể viết, chưa viết được bao nhiêu. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu để đề cập tới một số cái vấn đề mà trước khi chuẩn bị làm nhà cô bác ạ. Cái con đường này thì phải nói là rất là quen thuộc với cháu Lực, với tất cả quý cô bác, anh chị rồi. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống đây thì cháu Lực đều ghi hình lại. Và cháu Lực xin được nói thêm một chút cô bác nhé. Trong thời gian qua thì phải nói là đào nền thì cũng đã xong rồi cô bác. Nhưng mà bây giờ cháu Lực chưa thể có lấy được vật liệu đi vào cô bác ạ. Do là cái đoạn đường hôm nọ cháu Lực ghi hình lên đấy cô bác bị sạt, thành ra là ô tô không có vào được. Và cháu Lực cũng đã là nhờ bên xá để người ta huy động bà con ở thôn của Sử là đi ra sửa cái đoạn đường đấy, rồi thì mới lấy được vật liệu vào. Và các anh thôn, các anh ở trên xá với lại các anh thôn thì cũng là nói với cháu Lực rằng là thời điểm này thì bà con đang là mùa gạt đấy cô bác, cho nên là chưa thể là ra để làm được. Thì phải đợi ngày nào, xem ngày nào mà bà con mà không có bận nhiều công việc ấy thì mới ra để phụ cho em Sử với lại phụ cho bên xá để cùng sửa lại cái đoạn đường đấy thì vật liệu mới vào được cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian qua thì xin quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Và có một số cô bác thì có thể hiểu rằng là cái thời tiết ở trên vùng cao mùa này là nó như thế nào rồi cô bác ạ. Còn nền nhà của các em thì phải nói là bây giờ khá là rộng rãi này cô bác này. Hôm nọ thì đào thêm ra 2 mét nữa thì rất là thoải mái luôn và rất là rộng luôn. Nhà em Sử thì cũng chuẩn bị là đến mùa gặt rồi cô bác. Lúa của nhà em thì cũng đã chín hết rồi. Cái nguồn nước này thì vẫn còn khá là to này cô bác này. Trước thì to hơn, còn bây giờ thì ít hơn, có vẻ là ít hơn rồi. Còn là cái mạch ở trên kia chảy xuống này cô bác, thì đào được cái phần này thì bên kia là ngừng chảy luôn. Sử thì đang lấy cỏ kia ra rồi cô bác này. Ây da, lấy cỏ à? Một mình khác lấy cỏ đây thôi à? Một mình khác lấy cỏ thôi à? Anh nha, chào Sử nhá. Rồi. Ôi, lấy hai bó à? Cháu Sử xin kính chào quý em bà, cô chú, anh chị. Ôi, mặt thì chỗ này bị làm sao? Mũi nước à? Không phải đâu. Một mình ra đây lấy thôi à? Vâng. Được một bó rồi, bây giờ lấy hai bó à? Vâng. Hải thì đi học rồi nhỉ? Vâng. Ông đi đâu rồi? Ông đi hộ người ta. Ông đi hộ người ta à? Vâng. Ôi, ông thì vẫn còn phải đi... đi trả công này cô bác này, hay là đi lấy công để máy nứa. Nhà em Sử gặt thì người ta mới ra hộ được. Hôm qua thì anh trưởng thôn có nói bảo là hôm nào ra sửa đường không? Không. Chưa thấy anh ấy nói à? Vâng. Ra đây lấy lâu chưa? Lâu rồi ạ. Rồi.
Không biết là hôm nay em Sử có đi máy công hay là đi trả công ai không cô bác. Xung quanh hàng xóm của em Sử thì các cô các bác gặt rất là nhiều cô bác ạ. Em Sử thì ở nhà thì em Hải thì đi học rồi, ông thì đi hộ người Na rồi. Ở nhà thì một mình em mới tự lo toan là mọi việc hết cô bác ạ. Nhưng bó cỏ mà em mới vác lên thì có vẻ cũng là rất là nặng cô bác ạ. Không biết là một tí nữa có ai cùng em để thái cỏ không. Có thể nói là trong thời gian qua cái tiến độ mà gọi vật liệu vào ấy, thì sẽ hơi chậm một chút, cho nên là cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Cháu Lực cũng muốn là mọi việc thì nó đều suôn sẻ cả cô bác, nhưng mà nó không theo như cháu Lực dự đoán này. Nếu mà chỗ kia mà không có bị sạt thì vật liệu bây giờ thì có thể là lấy về đủ rồi cô bác ạ. Và đội thợ thì cháu Lực cũng đã là liên lạc được với một số đội rồi, thì cháu Lực muốn tìm hiểu xem, ký xem là đội nào mà tốt hơn, đội nào mà có kinh nghiệm hơn thì cháu Lực mới có thể là gọi vào. Như Sử thì ai thái không? Không có ai đâu. Không ai á? Vâng. Ồ, thế thì đến đấy mà anh mà không lên thì thái một tay à? Thái một tay ạ. Là tự một mình tự thái á? Vâng. Thái như này à? Vâng. Rồi một mình em ấy ở nhà cô bác, hàng xóm xung quanh thì ai cũng đều đi làm hết rồi, cho nên là một mình em mới tự ở nhà và tự làm thôi. Một tay thì cầm cái bó cỏ, còn một tay thì cầm cái bó cỏ, còn một tay thì cầm cái dao thái cỏ để thái xuống. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ phụ em Sử là thái cô bác ạ, chứ không để em ấy một mình thái thì rất là lâu. Để em Sử một mình em ấy thái thì phải nói là rất là lâu các bác ạ. Một mình em ở nhà thì tự một tay cầm cỏ, xong một tay cầm cái dao này thái xuống này. Đây là cái máy sát của nhà em ấy được thì được nó mua từ rất là lâu rồi cô bác. Cái máy này còn dùng được không ạ Sử? Có ạ. Có đúng không? Vâng. Hải đi học từ sáng rồi à? Vâng. Đưa Hải đi học xong là về là cắt cỏ luôn à? Vâng. Nhà em thì tầm bao giờ được gặt? Biết ạ. Nhưng chưa biết à? Anh cũng thấy là nó vàng, nó chín hết rồi nhỉ? Vâng. Nếu mà hôm nọ mà cái chỗ kia mà không có bị sạt thì có khi giờ là vật liệu vào đến nơi hết rồi nhỉ? Bây giờ nếu mà lấy vật liệu ra đều cái đấu điểm trường ấy thì bạn bè em có ra hộ không? Chưa biết ạ. Chưa biết à? Vâng. Nó ra hộ tầm 1-2 hôm thì chắc là ra nhỉ? Vâng. Từ điểm trường ấy vào thì phải cần đến xe máy thì mới vào được cô bác ạ. Ô tô thì không có vào được, đến tận nơi. Chỗ này thì đủ cháu ăn một ngày chưa? Đủ rồi. Hôm nay thì em ở nhà trong nhà là lấy cỏ đó mà xem mạng trâu bò đúng không? Xem ngan gà đúng không? Ây da, có vẻ như là cái này hơi cùn đấy nhỉ?
Hải đi học đến trưa về đến tối mới về? Đúng ạ. À, đến tối mới học cả ngày luôn à? Vâng. Mấy hôm không gặp Hải đấy cô bác ạ. Em Hải đi học, đi học suốt đấy. Ông ấy đi từ sáng sớm rồi à? Vâng. Đến tối mới về chứ nhỉ? Vâng. Đi hộ nhà ở xung quanh là tận đâu? Ở dưới này. Ở dưới này thôi à? Nói ông của Sử thì rất là chịu khó cô bác ạ. Năm nay đã 80 rồi nhưng mà vẫn phải đi lấy công, vẫn phải đi giả công. Sao hôm nay em không đi đi lấy công mà cho ông lại đi lấy công ấy? Gia đình bé em gọi ông. À là gọi ông à? Vâng. À là cái bác kia mà gọi ông thì ông mới biết ông đi đúng không? Vâng. À thế là sáng sớm chắc là lúc em đưa Hải đi học ấy nhở? Vâng. Thái cỏ này mà làm không quen thì cũng rất là đau lưng đấy không bác ạ? Tại vì phải cúi người cúi xuống liên tục ấy. Cái củ miến rong này thì cái cây nó thì mang về cho con trâu để ăn, còn cái củ nó thì mang về cho lợn. Cỏ nó chắc cứng đấy nhở, già hết rồi. Sử thì sau này làm nhà xong thì có muốn làm một cái ao để thả cá không? Có. Mình đào ở dưới chỗ mà máy thử ruộng cao cao đi. Đào một cái ao nhỏ không à, thả cá. Nhà em nếu mà gặt thì gặt tầm mấy ngày là hết? Gặt lâu ạ. Gặt lâu á?
À, là không có người đúng không? Thế mọi năm thì có ai ra hộ không? Có nhưng mà phải được công. À, phải đổi được công à? Ê, là bây giờ mình cứ đi lấy công dần dần à? Sáng sớm dậy ra mà hái còn tầm độ 4 bó quả, bó cỏ như này cô bác thì cũng là một cái bài mà tập thể dục cho mình luôn á. Đi ra thái cỏ này mua được bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi. Từ lúc em mới sinh ra hay là lâu rồi? Lúc mua dao này em có biết không? Biết rồi. Không biết á? Không rồi. Thế thì cái này nó phải được tầm 20 năm rồi đấy. Cái dao thái cỏ này cũng rơi vào được tầm 20 năm rồi không bác? Tuổi thọ của nó ấy bằng tuổi cháu Lực cũng khéo còn hơn tuổi cháu Lực luôn đấy, cái dao này. Vừa nãy em để điện thoại ở nhà. Vâng. Anh gọi không thấy nghe máy. Không à, anh biết thế nào là em cũng đi lấy cỏ hay là đi đâu cơ. Cái đoạn đường cái chỗ mà hôm nọ anh em mình xem đấy là nếu mà sửa là thôn em sửa đúng không? Vâng. Là thôn Hô Xá này sửa đúng không? Cái đường đấy em đã từng đi sửa bao giờ chưa? Có rồi. Có rồi à? Cái chỗ đấy đáng lẽ ra là sửa đấy nhưng mà là bà con ở trên này là đến mùa gặt thành ra là chưa có đi sửa được. Đúng không? Vâng. Bây giờ anh trưởng thôn điện cho nhà nào cũng bảo là nay đang đi gặt đấy cô bác, thành ra là không có đủ người để mà đi sửa được đường. Ở đấy, ở đường đoạn đường đấy thì chỉ có mỗi một chỗ là chỗ đấy bị sạt là nhiều nhất thôi. Sắp hết rồi đấy nhỉ? Cái việc mà đưa cỏ lên vào như này thì em biết làm từ năm em bao nhiêu tuổi? Không nhớ rồi à? Bằng tuổi Hải chưa hay là nhỏ hơn Hải? Bằng tuổi Hải á? Tầm độ có khi là được 10 tuổi đã. Ta biết là làm cái công việc mà đưa cỏ vào để thái này các bác này. Đưa cỏ vào cái dao để thái thì nó sẽ nguy hiểm hơn là nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều các bác ạ. Bây giờ thì xong rồi nha. Bây giờ thì lấy cho cháu ăn thôi.
Vừa nãy mà anh mà không có liên kịp là một mình là tự thái đúng không? Vâng. Cái để vào cái chậu đấy đi à? Vâng. Một buổi sáng của em Sử làm những công việc này, đưa em Hải đi học, xong là về cắt cỏ, xong là thái, thì cũng gần hết một buổi sáng luôn cô bác. Sử thì ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. Chỗ này thì là chuẩn bị trồng đậu đố của bác ạ. Sáng nay hai con lợn ra rồi. Hai con lợn á? Ừ. Hai con lợn nó chui từ kia ra à? Vâng. Nó bị sổng à? Uầy, nhưng mà thế bây giờ sợ nó đi đâu không? Đấy, em lấy đi chuồng nhưng mà lấy không được. Lấy đi chuồng, thế bây giờ hai anh em mình dồn vào được không? Chỉ tiếp vẫn được. À, hai con nó ra hết tận đây này. Nhà Sử thì có thêm mà hai con lợn nó có bác. Lợn này thì chắc là rơi đâu đó tầm 3-40 cân rồi đấy. Cái kia nó bị hỏng à? Vâng. Đi lấy thêm một xô chậu cỏ này cho nó nhiều nhiều để cho nó ăn được lâu hơn. Vâng. Hình như con gà này thì phải lấy bổ nó lại cô bác, không là nó bổ mấy con gà hôm nọ mới mua lên. Đuổi nó lên đây không? Hả? À? Đuổi nó lên đây không? Đuổi xem nào. Thế đuổi anh lên trên này nhá. Vâng. Hai con lợn nhà em Sử thì bị sỏng ra rồi các bác. Bây giờ thì chắc là hai anh em phải dồn cho nó vào chuồng đó. Được chưa Sử ơi? Chưa được ạ. Chưa lên à, nó chưa lên à? Thời tiết vào mùa thu này thì bây giờ nó se lạnh một chút rồi cô bác. Nó không lên à? Vâng. Thế cho nó ở đấy à? Vâng. À. Hôm nay cho lực lên thì cũng có lại đem thêm một cái phần quà cho em Sử với em Hải nữa. Đây rửa tay rửa chân xong đi vào nhà nhá. Vâng. Cái tách kia thì cũng được là bà Vương Kim Thanh, là bà ấy gửi tiền cho lực để cho lực đi mua cho ba ông cháu. Có thể nói là từ lúc mà cho lực làm cái công việc thiện nguyện này cô bác, thì bà Vương Kim Thanh là bà mà gửi cái tấm lòng vàng của bà ấy cho cháu Lực đầu tiên, để cháu Lực mua cho các em cái tách, xong mà đưa tiền để cho các em mua những thực phẩm hàng ngày của các em nữa cô bác ạ. Vào trong ngôi nhà nếu mà không có bật điện thì khá là tối nhỉ. Vâng. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì vẫn lên chứ? Có ạ. Có à? Vâng. Còn vào phía bên này là cái chỗ mà góc học tập của các em này cô bác. Cái bàn này thì là cũng được bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho Lực để cho Lực mua lên cho các em. Và cái đèn năng lượng mặt trời nữa cô bác ạ. Gạo này thì ăn hết đi một nửa rồi à? Vâng.
Các bác hàng xóm ở xung quanh xử thì có thích không khi được nồi cơm điện này, được gạo này? Có ạ. Có à? Vâng. Như cái nồi cơm điện này, cái máy quạt của các em thì mọi cái đều dùng rất là tốt các bác nhá. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Còn bây giờ thì hai anh em ngồi đây, anh bóc cái phần quạt cho xử nhá. Vâng. Còn bây giờ thì vừa rồi thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của bà Vương Kim Thanh, là nhờ bà Vương Thị Thơ gửi cho cháu Lực. Cái phần quà này thì trong thì bà cũng có nhắn tin với lại gọi điện cho cháu Lực, bảo là bên trong thì là có sách vở các bác ạ. Nhờ cháu Lực chuyển cho Hải Sử. Đấy. Người gửi là bà Vương Thị Thơ, địa chỉ là ấp 2 Phú Thạch, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đấy. Là em của bà Vương Kim Thanh. Bà Vương Kim Thanh thì gửi vào tiền quý cho các em thì cũng rất là nhiều. Xong là mua cái tách này, mua cái bàn này, mua cái bền năng lượng này. Đấy. Sử thì nếu mà học thì bây giờ chỉ có học từ lớp 1 đổ lên này các bác này. Anh lấy cái dao để cắt. Vừa rồi lên thì không có cầm theo dao. Ây da. Bảo quả rất là chắc chắn luôn đấy. Có cả bút chì này. Là cái vỏ hộp này. Để cho nó không bị dính đất. Đây thì sách vở thì cho đâu nhỉ? Tập tô số. Đây. À đây, cái này thì số thì em đã học đến, đem đếm đến số mấy? Số bao nhiêu? Số. Chữ số ấy, 1 2 3 4 đi á. Số thì biết rồi. Số thì biết à? Vâng. À, đây, ở đây thì mình tập tô này. Tập tô này, ví dụ chữ 6 này, tô theo cái hình của nó vẽ ra đây này. Vâng. Đấy. Xong là tô chữ. Đấy, cái này thì chữ này. Đấy, tập tô này. Xe, máy này. Thì nó sẽ có chữ cho mình là tô này, chữ. Xe này, xong rồi chữ máy này thì mình mới đọc, mình mới biết tô theo đấy. Đấy có nghĩa là mình nhìn cái hình của nó đây này. Đấy, nhìn cái hình của nó xong là mình viết theo nó đấy. Đấy, Sử biết con này không? Không biết ạ. Sử thì không biết con này là con rơi này đấy. Ở đây thì nó vừa có hình này xong lại vừa có chữ này nhá. Đấy đây này. Đấy buổi tối thì em dở cái này ra, xong là bảo em Hải em ấy chỉ dạy để tô nhá. Vâng. Đấy, đây là một quyển này. Còn ở đây thì cũng là quyển mà tập tô chữ này. Đấy, quyển tập tô chữ này thì có mấy quyển luôn này. Đấy. Tô này, tô dấu này, tô dấu gạch ngang này. Chữ O này, chữ L này. Vâng. Một tí nữa thì cho Sử tập tô một tí nhá. Đây, ở đây thì toàn là những cái quyển mà tập tô hết cả thôi. Đấy. Tập tô chữ thường này, ở đây thì có cả tập tô những cái chữ mà chữ thường với lại chữ hoa. Đấy, tô này, này mình sẽ tô cho nó này, đây chữ A, chữ này thì biết đúng không? Biết ạ. Chữ A này, xong chữ A này. Đấy. Tô xong từ A xong thì bắt đầu đến chữ Á này. Xong chữ Ớ này. Đấy. Tập tô chữ này, mẫu giáo 5 đến 6 tuổi. Tập tô chữ O này, xong là tô thế nó này. Đấy, tô đến lúc nào mà mình nhớ ấy. Vâng. Vở tập tô chữ 1, lớp 1. Ở đây thì hầu như là những cái quyển mà tập tô bằng chữ hết thôi chỗ này ấy. Cái này là tiếng Việt nhá. Vâng. Đấy, cái tiếng Việt thì lớp 1 là mình sẽ học. Học từng theo cái bước 1 thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng. Còn là như bây giờ em Hải em ấy dạy em đấy thì là dạy từ lớp 8 luôn rồi. Đấy.
cá cờ này, bờ này, bọ này, có rất là nhiều những cái từ từ mới là em cần phải học đấy. Còn là đây là những cái sự tích chú cuội này, em biết cái chú cuội ở trên không trăng không? Đấy, đây thì tí về sử thì Hải thì chắc chắn là Hải là muốn đọc cái này rồi. Hải đọc thì bảo là Đài đọc to lên nhá. Vậy. Xong là cho em cùng nghe. Đấy, còn cái quyển này là sự tích chú cuội này. Còn là cái quyển này thì là sự tích quả dưa hấu này. Đấy. Thì bà Hải bà ấy đọc cho thì đọc to lên nhá. Vậy. Thì em mới nghe này. Còn đây thì là cái câu chuyện mà thần đèn Aladdin này với lại cái đèn thần. Đấy. Đấy, còn đây thì là sự tích trầu câu. Đấy. Em chắc không biết quả trầu câu đâu nhỉ? Không biết ạ. Quả trầu câu này thì nếu mà đồng bào người dân tộc Kinh ấy, thì là đi ăn hỏi thì hay dùng cái quả trầu câu này đi. Đấy, người ta bảo là có cái câu mà miếng cầu là đầu câu chuyện đấy. Đấy, có cái miếng cầu ấy thì mới nói được câu chuyện đấy. Còn đây là sự tích mà Thạch Sanh với Lý Thông. Đấy, đây gọi là một cái câu sự tích mà có hai anh em. Thạch Sanh thì nhận mẹ của Lý Thông là mẹ nuôi. Nhưng mà Lý Thông thì gọi là một người mà rất là mưu mô và xảo quyệt. Đấy. Lợi dụng em ấy rất là nhiều thứ. Đấy. Bây giờ thì cho em đi tập viết một tí nhỉ. Nha. Tập. Hai tập viết theo này. Sao đến A ư vừa. Hay ở đây là bà Vương Kim Thanh bái gửi cho em nhá. Hãy cầm cái quyển này bây giờ đi tập viết một chút đi. Tranh thủ đang còn cái này thì sẽ một chuyện này thì để em xử em Hải đọc lớn lên cho nghe nhá. Còn là tiếng Việt này thì cũng để em dạy nhá. Còn là mấy cái quyển này là quyển mà tập tô nhá. Đấy, còn cho Lực cũng thay mặt là em xử là gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh và chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã gửi những cái món quà này, nó có thể là nói rất là ý nghĩa cho em Hải với em Sử. Hai anh em cùng nhau mà rèn luyện mà học tập, sẽ có những cái quyển sách như này vào thì em Sử sẽ học nhanh hơn và học tốt hơn cô bác. Em gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Vâng. Con cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi quà cho hai ông cháu họ. Đấy. Còn cái vỏ này thì để cướp đi nhá, để sau này mình đựng cái gì đấy nhá. Đấy, còn bây giờ em cầm cái ra để kia đi. Đấy, xong thì bây giờ thì cho bây giờ thì em Sử sẽ là học một chút cô bác ạ. Một mình em Sử là ở nhà là làm mọi thứ luôn, xong lại đến lúc nào mà rảnh thì em ấy thì có thể là học luôn cô bác. Có những quyển vở này vào rồi thì em sẽ tô theo những cái nét chữ mà nó có không sẵn à. Vậy buổi tối thì hai anh em ngồi cái bàn này học cô bác rất là thích cho các em luôn. Cộng thêm có một cái bóng đèn năng lượng mà được bà Vương Kim Thanh là đầu tư và gửi cho các em. Bây giờ thì em sẽ tập tô quyển này nhá. Vâng. Em tô theo chữ A này, đây gọi là chữ A nhá. Vâng. Tô theo cái này có vẻ là dễ hơn nhỉ? Vâng. Đấy, chứ rất là đẹp đấy. Nhưng mà em phải vừa tập tô lại vừa nhẩm trong mồm là chữ A nhá. Vâng.
xong hết chữ A chưa? Bây giờ là đến chữ Á đúng không? Đây là chữ A nhá, em phải đọc nhá. Vừa tô đến chỗ nào, tô đến chỗ nào thì em là nhẩm theo đó luôn nhá. Đây A, A, ớ này. Đây, đây thì em mới tô theo những cái nét mà đã được in đậm như này rồi cô bác. Thì em sẽ tiếp thu rất là nhanh luôn. Tô theo cũng rất là đẹp đấy nhỉ. Thấy cũng chữ nó tròn vo này cô bác này. Dạ thưa cô bác cho cháu Lực nói lại thêm một lần nữa về cái vấn đề mà lấy vật liệu vào trên cái nền nhà của ba ông cháu đấy. Thì hôm nọ thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi, cô bác đã nhìn thấy cái đoạn đường ở đường cái bên kia, đường bê tông nó đã bị sạt xuống rất là nhiều và bây giờ ô tô nó không có thể vào được. Thì cháu Lực cũng đã nhờ bên xá và đến nhắc đến thôn và cũng được bên thôn bảo với cháu Lực là trong tuần này thì sẽ vận động bà con ra để giúp cháu Lực sửa cái chỗ đường đấy và để cháu Lực được lấy ô tô đi vào trước. Và trong thời gian chưa lấy được vật liệu ấy, thì cháu Lực sẽ cố gắng tìm hiểu thêm những cái chỗ vật liệu nào mà giá nó tốt hơn, giá nó tốt nhất và tìm xem những cái đội thợ nào mà người ta giá nó cũng tốt nhất và người ta vừa có kinh nghiệm làm rất là lâu các bác. Hôm nọ thì có một anh thợ mà nhận là đào đất đấy cô bác. Thì bây giờ anh ấy đã đi xuống dãy xuôi để anh làm cái công trình của anh rồi. Thì anh ấy không có tiếp tục là sẽ làm được cái phần nhà cho các em nữa. Thì cũng có, ngày hôm nay thì cũng có một số đội thợ có điện cho cháu Lực và nói là với cháu Lực là ngôi nhà đấy là tỷ lệ như thế nào. Cháu Lực cũng đã đưa ra cái bản vẽ như... như trước cháu Lực cũng đã bật mí lên một chút rồi. Thì các anh cũng mỗi người thì là một cái giá khác nhau, nhưng mà mặc dù nó sẽ cao hơn, đắt hơn tầm độ 1-2 triệu thôi cũng được, nhưng mà người ta phải thợ lành nghề thì cháu Lực mới có thể là nhận được, nhận vào làm cho cô bác. Tại vì cái ngôi nhà của ba ông cháu là cái ngôi nhà mà đầu tiên trên cái con đường thuyền nghiện của mình làm bằng cái nhà xây. Thì cháu Lực cũng phải tìm hiểu rất là kỹ và rất là rõ thì mới làm được, tiến hành là xúc tiến vào để làm nhà cho ba ông cháu. Chứ cháu Lực không có muốn là làm vội vàng thì sau này nó mang tiếng cho canh của cháu Lực cả cuộc đời, để cả cuộc đời cô bác. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Còn về cái ngôi nhà của em Cương ấy thì bây giờ cũng đã gần hoàn thiện là xong rồi cô bác. Có thể là 1-2 hôm nữa thì cháu Lực sẽ lên công khai tài chính và xong cái phần nhà của em Cương. Nhà của em Cương thì năm nay sẽ không có là làm được tân gia, phải đến năm sau cô bác. Và cháu Lực nói thêm một chút nữa là đến cái hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ chia sẻ và nhắc tới cái hoàn cảnh đó thôi cô bác. Cháu Lực không thể là đến hoàn cảnh của nhà em Sử xong là cứ nói đến hoàn cảnh của nhà em Quân, hay là đi đến nhà em Quân thì cứ nói đến hoàn cảnh của nhà em Sử. Làm như vậy thì nó sẽ không có đúng với thực tế, không có đúng với lại cái thước phim mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh và gia đình đó cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực và hiểu cho cháu Lực nhiều hơn cô bác. Bây giờ đến chữ Á rồi à? Chữ Ớ rồi ạ. À chữ Ớ rồi à. Đấy, vừa em Sử thì vừa tô xong chữ Á rồi cô bác, bây giờ thì đến chữ Ớ rồi. Cái nét bút mà em Sử tô xuống với cô bác cũng rất là đẹp. Đây thì mặc dù nó đã có cái phô nó sẵn rồi, nhưng mà mình phải tô làm sao mà tô cái đôi tay của mình nó phải dẻo thì mình mới tô được tròn theo cái nét đấy cô bác ạ. Sử thì có những cái quyển sách này vào thì bây giờ cố gắng mà tô mà ôn em nhé. Vâng.
Chữ cái thì em ấy đã thuộc hết rồi cô bác, nhưng mà bây giờ để viết ra thì em ấy chưa có thể viết, chưa viết được bao nhiêu, chỉ viết được tên của em Sử thôi. Còn là như bây giờ này cô bác này, bây giờ thì trời lại mưa phùn thêm một chút rồi. Đang ở trong nhà học được một lúc thì em Sử lại tiếp tục là ra ngoài là lấy cỏ cho cháu ăn và xem những cái con gà mà hôm nọ là bà An Phạm nhờ cháu Lực mua lên cho này cô bác. Đây thì nhà ba ông cháu thì có trồng cái này là cái đậu này, là đậu bắp à. Cái đậu này thì để mà nấu canh lên ăn thì cũng rất là ngon. Lúc nào mà nó gần nó chín rồi thì là nó màu đỏ hết cô bác, đậu này ấy. Bây giờ mưa khá là nhiều Sử nhỉ? Vâng. Hay mưa lên kia khá là nhiều này cô bác này. Có những nhà thì nếu mà gặt lúa phơi ra cô bác, gặp những cái trận mưa như này thì phải nói là rất là thiệt hại luôn. Sử lại bắt đầu tiếp tục học rồi cô bác. Bây giờ thì sẽ để Sử học thôi. Thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi cô bác. Đến chữ Á rồi à? Chữ Ớ rồi ạ. Chữ Ớ à? À Ớ nhỉ. Đấy, cứ tập tô đây. Em tô em phải là đừng dí sát sát vào mặt quá nhá. Vâng. Sau này hỏng mắt đấy. Mình phải cách độ đâu đó tầm là 25 phân. Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Hem. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.